Cô chào các bạn. Hôm nay cô Thúy sẽ đến với các bạn trong một tiết học khoa học. Các bạn có muốn học tiết khoa học với cô Thúy không nào? Muốn không nào? Rồi, các bạn nhìn thấy cô Thúy mang đến cho các bạn cái gì ở trên bàn đây? À, đây chính là lon nước Coca mà các bạn đã nhìn thấy hàng ngày đúng không nào? Quầy trong này có nước Coca uống không nhỉ các bạn nhỉ? Có không? Sao các bạn biết là không có? Sao bạn này biết là đổ đi rồi? Các bạn thấy mở nắp rồi đúng không? Rồi, hôm nay đến với thí nghiệm. Cô Thúy sẽ có một thí nghiệm dành cho các bạn đấy. Các bạn ơi, cái non Coca này nếu mà mình đẩy này trông hay hay nhỉ? Đấy, các bạn thấy không? Mở ra rồi, không có nước đâu. Đấy, các bạn thấy không? Wow. Ê, cô Thúy lăn bằng tay thì lon Coca này mới lăn đúng không nào? Các bạn nhìn thấy không? Cô Thúy lăn thì mới lăn. Thế cô Thúy không dùng tay thì có lăn được không? Đố các bạn biết khi cô Thúy không lăn bằng tay, mình có thể làm cách nào để cho lon Coca này có thể lăn được nhỉ? Nào bạn nào biết nào, cô mời Duy Kiên. Mình có thể làm cách nào? Con có thể làm gì để khi mà không cần đến tay để lon Coca này có thể lăn qua lăn lại được nhỉ? Bóng bay à? À, vì bạn Duy Kiên đã nhìn thấy cô Thúy có những quả bóng bay ở đây đúng không nào? Nào, còn bạn nào có ý kiến khác không? Cô mời. Bạn nào nào? Cô mời thỏ nào? Con có ý kiến khác không? À, ôi, cả lớp khen mặt thỏ một tràng vỗ tay nào. À, bạn thỏ đã có một cái ý kiến rất chi là hay, đó là gì ạ? Mình đã dùng quạt để thổi lon Coca này có thể bay. Còn bạn nào có ý kiến khác được không? Các bạn cùng cô thử nghĩ xem nào. Liệu mình không dùng quạt này, mình không dùng gió này, liệu mình có còn cách nào khác để làm cho lon Coca này lăn được không nhỉ? Nào các bạn thử nghĩ cùng cô thử xem nào. Đây quả bóng bay này để làm gì nhỉ? Để làm gì nhỉ? À, đến với bài học năm nay cô Thúy sẽ có một quả bóng bay đã thổi sẵn dành cho các bạn này. Các bạn thấy đẹp không? Có. Quả bóng bay này làm gì nhỉ? Đố bạn nào biết quả bóng bay này để làm gì? À, để lăn à? Để lăn như thế này à? À, các bạn ơi, cô Thúy có một cách để làm cho lon bia này lăn đấy. Các bạn có muốn xem không nào? Có. Có muốn xem không? Có. Rồi, các bạn xem cô Thúy làm gì nhá. Các bạn thấy cô Thúy đang làm gì đây nhỉ? Trà. À, đúng rồi, cô Thúy đang trà quả bóng này thật là mạnh lên đâu đấy? Lên quần. À, lên quần. Các bạn xem có điều gì xảy ra nhá. Wow, các bạn nhìn thấy con cô cậu thì đã lăn chưa? Lăn chưa? Wow, các bạn có thấy sự kỳ diệu của bóng bay không? Các bạn có thấy sự kỳ diệu không ạ? Wow, thật là hay đúng không nào? Vậy các bạn có muốn tham gia tiếp học cùng cô Thúy không nào? Có muốn không ạ? Việt sẽ cho các bạn mỗi bạn một gì, mỗi tổ một lon này. Đây nào, bây giờ các bạn sẽ nhận những quả bóng bay và chúng mình sẽ gì ạ? Thí nghiệm xem là chúng mình cọ sát vào quần áo xem là quả bóng bay của chúng mình có Coca lại lăn được không, nhớ chưa? Vâng ạ. Cô Thúy đã phát cho các bạn gì ạ? Bóng bay và lon Coca trước mặt rồi. Bây giờ cô Thúy sẽ mời từng bạn làm dùng bóng bay trà sát lên đâu ạ? Trà sát lên đâu đây nhở? À, trà sát lên đâu đây ạ? À, chính xác, trà sát lên quần hoặc áo của chúng mình để xem là lon Coca của chúng mình có di chuyển được không nhá. Nào, các bạn đã vừa cùng cô học một tiết gì, thí nghiệm thật là hay phải không nào? Các bạn có thấy hay không? Rồi, các bạn làm cái thí nghiệm có thấy hay không ạ? Các bạn có thấy kỳ diệu không? Rồi, thí nghiệm này các bạn có thể về nhà nói với bố mẹ rằng là hôm nay con đã được học tiết học rất chi là gì? Là hay. Mình có thể gì? Kiệp, mình có thể làm tại nhà mình. Mình có thể dùng những cái lon Coca mà mình đã được uống sẵn ở nhà, sau đó mình mua quả bóng bay về và thực nghiệm thí nghiệm tại nhà. Các bạn đúng không? Đúng không? Rồi, hôm nay tối nay về các bạn sẽ gì ạ? Sẽ làm cho bố mẹ, ông bà chúng mình xem nhé. Rồi, cô khen các bạn học rất chi là giỏi. Cô khen các bạn một tràng vỗ tay nào.